thì chưa có tu ngày nào, chưa có một vị thầy nào dạy hết, Kiệt đã bỏ được ba cái đó. Thì tự vì năm 2008 á, lúc mà Thụ cúng dường cái chùa đó đó cho building đó, lúc đó Thụ làm chủ cái này rồi, làm chủ building đó rồi, thêm mấy chỗ kia nữa. Thì tự nhiên một đêm thức dậy, Thụ nằm mơ thấy bay trên trời, rồi thấy đi đi giữa trên mây vậy đó. Rồi có một mình Thụ mặc áo đời thôi, ở sau lưng thì chư Phật, ở trước chư Phật, bên hông hai bên chư Thiên đông lắm, mà cứ đi đi trên núi vậy đó, đi là đà trên mây, mà thấy hai lần. Cái tự nhiên cái nghĩ ngộ nha. Rồi lúc đó cái Thụ cũng mua chiếc OV, chiếc OV đang đậu bên hông mình nè hiện giờ á. Tính đi camping rồi này nọ, nhưng mà cái bà xã cũ á, bà vô minh lắm, bà thích đánh poker, bà thích bún bò Huế, bún riêu, tụ tập rồi để xong bài rồi đem mấy đứa con cứ chơi với mấy đứa con kia, bà thích vậy. Kêu bà lên chiếc OV, chứ bộ có chiếc tàu bự nữa, kêu bà xuống tàu để mình có cảnh thiên nhiên, bà không thích. Cho nên mỗi người có mỗi kiểu, đừng có nghĩ ai muốn làm phụng hoàng thì làm. Cái cốt của bà gà con á, bà không có biết hưởng thụ. Thì cái bộ cứ đi chơi một mình chiếc OV với chiếc tàu, chạy hết cái vùng San Francisco về. Rồi cái về nhà thì có một mình thì buồn, cái đậu chiếc OV đây nuôi ba con chó mặt rề trắng luôn á, vòng vòng đó, thứ bảy chủ nhật không có nhân viên nào hết, chơi bàn chó. Cái tối thì ngủ lại chiếc OV sau lưng chùa đó, cái con đêm ngủ đang ngủ cái trời mưa ram 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 lớn, cái nghe cái tiếng đi cầm cầm cầm, cái tiếng đi mạnh lắm, đi vòng vòng chiếc OV là mình bảo đã 100% là cái tiếng người, mà cái chân người thì làm sao mà trời mưa chiếc OV tiếng lắm, tại cái nóc của nó mỏng á, như là thiết vậy đó, nghe cái tiếng rõ như vậy. Mình thấy cũng lạ nha, ai mà ngộ ta, chẳng khủng long, chẳng lẽ người khổng lồ đi vòng vòng chiếc OV mình làm gì. Chứ bộ không bao giờ biết sợ là gì, cũng bình tĩnh ngồi nghĩ cái gì ta. Cái nó cứ đi như vậy, cái thế cái họ đi vòng vòng mấy vòng cái nín, cái mình cứ nghiệm thử, nó cũng không có dám gõ cửa mà cũng không dám làm gì. Cái thêm một hai lần sau, mấy ngày sau cũng mưa, cũng kiểu đó, hỏi là mưa là có tiếng nó à, mà trời bình thường thì không nghe, chắc có lẽ ngoài nó lạnh á. Cái nó cũng đi nữa, rầm rầm rầm. Sau đó cái Thụ mới nghiên cứu lại, mà cũng không cần nghiên cứu, cách chừng tuần sau tự nhiên FBI á, tới cái building đó, nó kiếm cho Hộ, tại Hộ là chủ building đó mà, nó kiếm điều tra, nó nói á, cái building này hồi năm 1989 hay 88 gì đó, có một cái vụ cướp rất là lớn, cái băng cướp là người Việt Nam rất là đông. Hồi xưa mà khi mà mấy con chip á, nó thịnh hành á, thì là mấy con chip nó bán vô Đài Loan, bán vô Trung Quốc á, rồi rất là mắc tiền, mà tiền mặt không à. Cho nên cái đám cướp Việt Nam á, vô cướp này, nghe, vô cướp cái hãng đó, thì mấy con cướp á, cái hãng người ta đang làm mấy trăm người, mà có 10 con cướp cầm 10 cây súng. Thì trong đó có một cái thằng tạo tên là Thái Son gì đó, nó người Đài Loan, mà nó bị tật, mà nó chống tai nạn, mà nó chạy, để cho Hộ tính thử, nó chạy khoảng từ cái nhà bếp, chạy từ nhà bếp nó chạy ra xe của nó để nó chạy. Còn mấy người cái chân bình thường người ta chạy lẹ phải không, còn anh bị tật anh đâu có chạy lẹ. Thì chiếc xe của anh hiện mà đậu á, là ngay con thấy bển nó có container đó, là có cái gốc cây á, chút hôm qua con coi, thì nó đậu cái xe nó ngay đó. Thì nó vừa mở tới cái xe nó là nó bị bắn đục chết, chết tại chỗ. Nhưng mà thằng này nó hiền, nó bị tật nhưng mà nó hiền, nó chỉ muốn làm bạn với Kiệt thôi, chứ không có muốn phá. Nhưng mà khi mà nó chết nó rất là linh. Rồi sau đó đó FBI nó mới nói vậy thì Hùng mới biết cái tên của nó. Thì từ đó bắt đầu làm bạn với ảnh. Nó nói á, ma mà nó biết trước nha, nói anh sau này á, chỗ này sẽ lập cái chùa này nọ. Cộng lúc á, Thụ nằm mơ thấy Hòa Thượng Tiên Quán nữa,
Thì từ đó cái đó biến thành ngôi chùa. Tại biết nó có một chút xíu hơi bí ẩn về tâm linh. Mình thì tài sản thế gian mình coi như phù du mà. Mua building này bán building nọ là chuyện chơi đúng không? Mình hy sinh một cái building cho bạn ma của mình nó thu đi, và đồng thời cũng có lợi cho bà con nữa. Thì từ đó năm 2008 cái chùa ra đời. Nó có lý do đó đó. Bây giờ ở bển cả triệu vong linh, mà không phải là hàng đó hàng đó, giờ thuộc tiễn nó đi về trời rồi. Bây giờ hiện giờ mấy vong linh nào không? Covid 7 triệu người biết tu cũng ở bển. Mình ngồi đây á, mấy con cảm thấy cái đầu mình nó nhẹ nhàng phải không? Còn người bển á, cái họ đến gần á, cái điển á, mình thấy cái đầu nó giống như nặng nặng, sần sần đúng không? Thì một trong nhiều lý do chánh Phật tử kêu yêu mình, và đồng thời cho mình có cái sự ngồi thoải mái, thì mình ra đây mình ngồi. Thì thằng bạn ma đó đi cũng lâu, người chết không có hết. Cũng giống như bé hồi nãy nó đang nó mới vừa tắt thở ở đâu rồi tối, mà mới hồi nãy nó chạy lên núi Thiên Long Sơn nó kiếm nó liền á, ôm dễ sợ. Cũng giống như má con Trinh cũng vậy, những người chết á người ta biết sư phụ là ai, còn người sống á có đại phước mới biết. Thì khi mình sống á, bây giờ mình ngồi đây mình thay đổi được cái thần hồn của mình ngay lúc này, chứ đợi lúc chết rồi đó đâu phải mà dễ mà tìm gặp đâu. Tại con bé đó ngày xưa lúc còn sống, Tết Trung Thu, Tết Việt Nam nó cũng lên chển. Sư phụ là người đích thân cũng có lì xì cho nó mấy lần á, cho nên nó mới có cái sự liên hệ. Hãy cái gì mà gặp sư phụ có sự trao đổi á, thì nó mới có trí nhớ, nó cũng như người đời mình vậy thôi. Thì hồi xưa thấy nó nghèo tội nghiệp lên, lần nào sư phụ cũng lì xì lệnh 100-200 cho con đó, tại nó bị thời đó nó bị ung thư rồi mà chưa chết. Thấy gặp đứa nào hiền hiền mà bệnh á, thuộc hay cho nhiều tiền á, thì cũng có giao duyên đó. Thì hôm nay nó ghen, nó mới tới, nó phải xin mấy ngày hộ pháp với sơn thần để mà gặp diện kiến. Chứ còn mấy đứa lạ lạ, lạ quắc gặp sư phụ nó dẹp, tao không có gặp ma, tao gặp Phật với tiên đánh thần thôi. Ma có triệu ma sao gặp hết. Một ngày mình gặp ma cũng mấy trăm lần, tự quý vị không biết. Mình đi ngang mình đụng nó hoài, nó cũng như mình thôi. Mình đụng người á thì trúng dai hay đau, chứ mình đụng má đâu đau gì đâu mà sợ. Cứ đi qua đi lại thì đụng nó hoài.